bệnh dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát tại Trung Quốc, Việt Nam, Mông Cổ, Campuchia. Gần đây đã lan sang tận Triều Tiên. Người Hàn Quốc rất lo lắng dịch bệnh sẽ xâm nhập vào nước mình. Tuy nhiên, hiện tại bệnh dịch tả lợn châu Phi lại chưa có thuốc chữa trị hay phòng bệnh, nên việc phòng dịch và dự phòng là giải pháp tối ưu nhất. Do đó, từ ngày 1 tháng 6 năm nay, Ban Kiểm dịch Nông lâm Súc sản tiến hành xử phạt tiền tối đa đến 10 triệu won đối với trường hợp không khai báo vật phẩm kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật mang theo. Trường hợp không khai báo thịt lợn và thực phẩm liên quan mang theo từ quốc gia phát sinh bệnh dịch tả lợn châu Phi thì số tiền phạt sẽ tăng theo số lần vi phạm. Người nước ngoài khi không nộp tiền phạt có thể sẽ gặp bất lợi như không được nhập cảnh hay hạn chế cư trú. Hơn nữa, khi nhập cảnh, các loại thịt hay thực phẩm gia công từ thịt như giò chả, xúc xích, thịt khô đều bị hạn chế mang theo. Trường hợp bất khả kháng buộc phải mang theo thì đánh dấu vào tờ khai thực phẩm mang theo dành cho hành khách và hãy khai báo với ban kiểm dịch tại sân bay hoặc hải cảng. Và cuối cùng, quý bạn làm việc tại trang trại chăn nuôi không được vào trang trại hoặc ra vào chợ mua bán gia súc trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhập cảnh vào Hàn Quốc. Các bạn chính là nhà kiểm dịch làm nên Đại Hàn Dân Quốc xanh sạch đẹp. Xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là bản tin dành cho người Việt Nam di trú tại Hàn Quốc. Vào ngày 20 vừa qua, Đại hội Người lao động nhập cư toàn quốc 2019 đã được tổ chức tại quảng trường Gwanghwamun, Seoul với sự tham gia của người nhập cư và tổ chức người nhập cư. Vào ngày này, người lao động tham gia đại hội đã bộc lộ về sự đối xử phân biệt mà họ gặp phải tại nơi mình làm việc, thổ lộ nỗi niềm không hài lòng về môi trường lao động và không được cải thiện dù đã trải qua nhiều năm. Họ lên tiếng yêu cầu xóa bỏ chế độ cắt giảm, xóa bỏ bắt buộc thu tiền ăn ở theo lương tối thiểu và đảm bảo thu nhập đồng nhất theo lao động đồng nhất. Thêm nữa, họ yêu cầu thực hiện 12 điều, bao gồm sự tự do thay đổi nơi làm việc, xóa bỏ chương trình cấp phép tuyển dụng, thay thế vào đó là thực hiện chương trình cấp phép lao động, rồi cùng nhau diễu hành qua phủ tổng thống. Đại hội năm nay tiếp nối đại hội năm trước do nguồn lao động nhập cư tham gia với quy mô lớn, năm này qua năm khác, chính quyền này rồi chính quyền thay đổi mà yêu cầu của người lao động nhập cư vẫn không thay đổi. Giờ đây chính là lúc chính phủ Hàn Quốc cần phải trả lời yêu cầu của họ. Đài truyền hình người nước ngoài MNTV đã thực hiện các băng hình và tin tức sự việc sự kiện liên quan đến người nước ngoài. Bạn quan tâm muốn gửi tin và video, xin vui lòng liên hệ chúng tôi qua email hoặc điện thoại